Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ đầu tuần, như thường lệ được phát sóng hàng ngày trên Tamda Media. Điểm tin ngày hôm nay, ngày 14 tháng 12 2020, có những tin đáng chú ý sau đây. Hệ thống chống dịch PES đã hơn một tuần ở thang điểm 71 cấp độ 4. Hiện giờ chỉ có duy nhất hai vùng đủ điều kiện ở mức độ 3 là tại Praha và Karlovarsko. Còn hơn 1/3 Séc đã chuyển sang màu tím, cấp độ cao nhất tại 5 vùng: Zrinjsko, Pardubicko, Kralovéhradecko, Olomoucko và Moravskoslezsko. Vào Chủ nhật ngày 13 tháng 12, 2020, Cộng hòa Séc đã ghi nhận thêm 2.000 ca nhiễm mới, ít hơn 1.600 ca so với thứ Bảy, nhưng lại nhiều hơn gần 900 ca so với Chủ nhật tuần trước. Nếu nhìn lên biểu đồ tính số ca nhiễm theo tuần, thì trong tuần vừa qua lại có số ca nhiễm như giữa tháng 11. Tuần vừa qua có tổng 30.000 ca nhiễm mới và đỉnh điểm của đợt dịch thứ hai vào cuối tháng 10 với hơn 84.000 ca ghi nhận. Hiện giờ số ca bệnh nhân ở trong bệnh viện có chiều hướng giảm nhẹ xuống 4.111 ca, trong đó 548 ca cần sự chăm sóc đặc biệt. Sau cuộc họp sáng nay, Thủ tướng Andrei Babich cho biết các cơ sở kinh doanh sẽ phải đóng cửa một lần nữa theo quy định của chính phủ sẽ được bồi thường 100%. Các biện pháp chống dịch chắc chắn sẽ được chính phủ thắt chặt hơn và sẽ được thông báo vào buổi chiều ngày hôm nay. Trong cuộc họp, ba bộ trưởng được giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch nếu số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, cùng với đó khuyến khích người dân đi xét nghiệm bằng cách tăng tiền hỗ trợ cho họ khi phải ở nhà. Tiếp theo, Thủ tướng Andrei Babich cũng đề xuất với chính phủ một người phụ trách việc tiêm chủng ngừa COVID-19. Vị trí này có thể do cố vấn hiện tại của chính phủ là ông Roman Primula đảm nhiệm. Ông Andrei Babich cũng yêu cầu các bộ trưởng không đưa ra bình luận cụ thể ngày nào đóng cửa hay mở cửa trước quyết định của chính phủ, bởi những thông tin đó có thể ảnh hưởng lớn đến công việc tiếp theo của nội các. Cộng hòa Séc có hơn 10,7 triệu người dân. Trong tháng 9 đầu năm nay, con số này đã tăng thêm 13.900, tăng tổng số dân lên 10.710.000 người. Mức tăng này thấp hơn gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Séc, ngày càng có nhiều người ở Cộng hòa Séc tử vong so với tỷ lệ trẻ em được sinh ra, và sự gia tăng dân số là do người nhập cư từ nước ngoài đến Séc. Số người tử vong tăng lên đáng kể, nhưng chưa rõ đây có phải là do tình hình dịch bệnh COVID-19. Năm nay, hầu hết người nhập cư vào Cộng hòa Séc đến từ Ukraine, sau đó là Slovakia và Nga. Ngược lại, số lượng người Anh, Ba Lan và Đức sống tại Cộng hòa Séc lại giảm đi. Trong những năm gần đây, nhiều người đến Cộng hòa Séc để đi du lịch thay vì họ đến đây để định cư. Hầu hết dân cư tăng lên ở vùng Trung Séc và tại thủ đô Praha. Số người mới kết hôn giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ đầu năm đến nay, có khoảng 38.000 người đã đăng ký kết hôn, trong khi đó năm ngoái, con số này nhiều hơn 9.600 người. Đồng thời, năm nay cũng có ít trường hợp ly hôn so với năm ngoái. Hàng loạt các vụ tai nạn do một người phụ nữ lái xe Citroen đang được cảnh sát ở Písek điều tra. Người phụ nữ 35 tuổi chỉ trong một thời gian ngắn đã gây ra hai vụ tai nạn. Lần đầu tiên, người phụ nữ đã đâm vào một chiếc xe Ford đang đỗ ở bãi đỗ xe ở Milevsko. Sau đó, bà đâm tiếp vào một chiếc xe Mustang từ phía sau. Thay vì phải dừng lại sau khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ đã tiếp tục lái xe trên đường theo hướng về khu vực làng Harikovice. Cũng ngay sau đó, người phụ nữ này đã lái xe ngược chiều và đâm vào một chiếc xe Skoda do một người phụ nữ 64 tuổi cầm lái. Người phụ nữ 35 tuổi đã qua đời, những người bị thương đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Đức sẽ thắt chặt đáng kể các biện pháp chống dịch để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, Thủ tướng Angela Merkel và các thủ tướng của các quốc gia liên bang đã nhất trí rằng việc thắt chặt các biện pháp được áp dụng từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 2021, khi các cửa hàng sẽ phải đóng cửa, trừ những cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm và thực phẩm. Ngoài ra, các trường học nên đóng cửa và mọi người nên làm việc nhiều hơn ở nhà. Hãy cùng thử nước ép trái cây Toma và tham gia ngay vào chương trình bốc thăm với giải nhất, đó là một chiếc camera GoPro Hero 9 siêu sành điệu và hàng chục giải thưởng phụ hấp dẫn khác. Ngoài ra, cứ khi mua 5 thùng Toma Juice sẽ nhận ngay được một bình Aquila miễn phí. Chương trình được áp dụng tại tất cả các chi nhánh của Tamda Foods và dịch vụ giao hàng tận nơi Tamda Express từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Ngày 14 tháng 12, các đại cử tri Mỹ nhóm họp để cùng bỏ lá phiếu trực tiếp quyết định ai là ông chủ Nhà Trắng trong 4 năm tiếp theo. Tại cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn diễn ra vào 14 tháng 12 theo giờ Mỹ, Tổng thống đắc cử Joe Biden được dự đoán sẽ nhận 306 phiếu đại cử tri, Tổng thống Donald Trump giành được 232 phiếu. Có một số ý kiến cho rằng vẫn có khả năng các cử tri lật kèo trong cuộc bỏ phiếu. Với kết quả hiện nay, Tổng thống Donald Trump muốn lật ngược tình thế sẽ cần ít nhất 38 đại cử tri lật kèo. Tổng thống Trump trước đó cũng tuyên bố sẽ chấp nhận rời Nhà Trắng nếu các đại cử tri lựa chọn Tổng thống đắc cử Joe Biden trong cuộc bỏ phiếu hôm nay. Tuy nhiên, phát biểu trước ngày đại cử tri bỏ phiếu, Tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các hành động pháp lý nhằm thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Với kết quả thăm dò dư luận cho thấy, nhiều cử tri Đảng Cộng Hòa cũng nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020, khiến một số nhà quan sát lo ngại việc Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý có thể khiến đất nước chia rẽ hơn. Ngày 14 tháng 12 theo giờ Mỹ được xem là ngày quyết định tại Mỹ khi cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu chính thức hóa kết quả của bầu cử tổng thống hôm 3 tháng 12. Tuy nhiên, sự kiện đã phần nào bị phủ bóng bởi các cuộc tuần hành trên khắp nước Mỹ của cả những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Biểu tình đã biến thành bạo lực và buộc cảnh sát phải can thiệp. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nay vẫn chưa công nhận chiến thắng của đối thủ Đảng Dân Chủ Joe Biden, những người ủng hộ Tổng thống Trump những ngày qua đã tổ chức tuần hành ở thủ đô Washington. Hàng nghìn người đã tuần hành từ điện Capitol về phía công viên quốc gia National Mall. Tất cả đều đội mũ lưỡi chai màu đỏ in dòng chữ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đa phần không đeo khẩu trang, giương cao những lá cờ Mỹ in hình Tổng thống Donald Trump và những biểu ngữ đòi thêm nhiệm kỳ 4 năm cho Tổng thống Donald Trump. Căng thẳng biến thành bạo lực khi đụng độ nổ ra giữa những người ủng hộ và phản đối ông Donald Trump. Ít nhất 3 người đã bị bắt, 1 người bị trúng đạn sau vụ việc. Có thông tin 4 người khác bị đâm sau khi hai bên ẩu đả, nhưng thông tin chưa được nhà chức trách xác nhận. Đây là lần thứ 2 kể từ ngày 3 tháng 11, những người ủng hộ đương kim Tổng thống kéo về thủ đô Washington. Ngày 13 tháng 12, Italia ghi nhận hơn 17.900 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên tới hơn 1,8 triệu người. Như vậy, Italia đã vượt Anh, trở thành nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu Âu. Là quốc gia đầu tiên tại châu Âu bùng phát dịch bệnh, Italia ngày 13 tháng 12 ghi nhận 484 ca tử vong mới, một trong những ngày thấp nhất trong khoảng thời gian một tháng qua. Tuy nhiên, con số này đã nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 64.520 người, trong khi của Anh chỉ hơn 64.000. Một trong những lý do được viện dẫn cho số người chết cao ở Italia là do đây là quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng của đại dịch, khiến các nhân viên y tế phải vật lộn với một loại virus chưa được biết đến rộng rãi. Thủ tướng Giuseppe Conte đã thắt chặt những quy định về đi lại trong thời gian diễn ra các kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1 năm 2021, người dân sẽ không thể đi lại giữa các vùng, ngoại trừ công việc hoặc lý do khẩn cấp như sức khỏe. Chiến dịch Warp Speed thần tốc là sáng kiến của chính phủ Mỹ nhằm sản xuất và phân phối nhanh nhất vaccine COVID-19 cho toàn bộ người dân nước này. Hai loại vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna nhiều khả năng sẽ được ưu tiên phân phối trong Warp Speed, do chúng đều vượt qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và sẽ được cấp phép sẽ là vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới. Mỗi loại vaccine đều được để trong lọ thủy tinh. Vaccine của Pfizer phải được bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C trở xuống, và vaccine của Moderna chỉ rơi vào khoảng âm 20 độ C. 24 giờ sau khi được FDA cấp phép, lô vaccine đầu tiên sẽ được chuyển đến 50 bang và các vùng lãnh thổ của Mỹ. Tính đến tuần trước, 6,4 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer đã sẵn sàng xuất xưởng. Số lượng vaccine này sẽ được chia đôi, một nửa để xuất xưởng và một nửa để lưu trữ. 5% vaccine lưu trữ sẽ được dùng cho trường hợp khẩn cấp như hỏng hóc phương tiện vận chuyển, lô hàng bị thất lạc, hay các trường hợp mất điện hoặc thiên tai trên diện rộng. Người được tiêm vaccine của Pfizer hoặc Moderna đều được yêu cầu tiêm 2 liều với thời gian cách nhau khoảng 21 ngày đối với Pfizer và 28 ngày đối với Moderna. Điều này đồng nghĩa với việc trong đợt đầu, 3,04 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ được phân phối. Dẫn nguồn tin biết rõ về kế hoạch, hãng tin Reuters cho biết các nhân viên chủ chốt tại Nhà Trắng và một số quan chức khác của Mỹ sẽ được tiêm vaccine trong vòng 10 ngày tới. Vậy là điểm tin hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên ấn nút theo dõi kênh Tamda Media để nhận được những thông tin mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở điểm tin 24 giờ ngày mai.